đang đi San Francisco trên đường Lombard, chạy 1 mile rưỡi nữa sẽ tới bờ biển. Đường xa dặn quá vậy. Đây là cái nơi du lịch của khắp nơi trên thế giới tới. Vừa tới, may mắn có chỗ đậu xe. Nãy đi ăn ở trong chợ đào thao của Chinatown rồi, thì ra ngoài này hơi trễ. Đây là cận cảnh của cầu Golden Gate. Ở chỗ này là khu được nhiều người tới chơi. Đó, ở đây là xe mình đang đậu. Ở bên đây là dãy núi. Ở trên đó người ta nhìn xuống cũng phong cảnh rất là đẹp. Lên trên đó cũng được. Đây là bao quát của một cái góc cầu San Francisco. Wow, một chiếc tàu chở hàng mới vừa xuất cảng. Ở đó là cái đảo Alcatraz. Rồi bây giờ mình đi tiếp bằng xe đạp. Wow, gió mát nhưng mà chút nữa sẽ lạnh đó. Thêm một vòng nữa trước khi đi đây. Rồi thôi tắt. Đây là toàn cảnh của The Light of the Port, chỗ mà đèn ở dưới chân cầu của Golden Gate. Cầu Golden Gate trên đó. Để lại coi mấy cái đó là cái gì. À, cái này là cái chân súng. Chân của nòng súng pháo binh của thời 1800 mấy lập nước của nước Mỹ. Cái này là cái nòng pháo để bỏ lên chân đó. Cái nòng pháo đó người ta gọi là cannon. Bự dữ ha. Đó, mấy cái đồ để châm lửa đốt mà. Bỏ cái pháo vô, giật cái đùng. Này, ngày xưa kéo bằng xe ngựa không à. Nếu biết sử dụng sao, mua một cây về nhà làm thử. Những cái xe này là xe chở mấy cái đạn để bỏ trong súng pháo binh đó. Những cái thùng đạn. Chắc chỗ này là ngày xưa để lính ở, để mà giữ thành. Đây là một khẩu pháo ngày xưa đây. Đây là một khẩu pháo ngày xưa. Không biết nãy cái này quay chưa không? Thấy không? Những cái pháo ngày xưa nè. Người ta bỏ vô cái đồng. Giống như trong phim vậy đó. Khua. 2 thế kỷ. Lạnh hả? À, cái này có port chưa? Cái này có port sure nè. Nhỏ quá. Sure.
Cái này là đi lên tuốt ở trên tầng trên. Rồi, đi lên tầng 1. Mình sẽ lên tận cái nóc luôn. Đó. There's something more up here. Civil War, thời Civil War là thời chiến tranh nội chiến của nước Mỹ. Wow, một dàn trưng bày đủ thứ hết. Wow, có nhiều quá làm sao mà quay cho hết. Rồi các ông này, một hình ảnh của những người làm cầu. Wow, interesting, huh? Lighthouse lens. How about fog signal? Sương mù, báo sương mù như thế nào? Cái này là second lighthouse, còn này là keeper house, là người giữ đèn. Có một cái phim tội nghiệp lắm. Đây là người cảnh sát da đen đầu tiên sau khi nội chiến xảy ra xong và giải quyết về vấn đề thể chế nô lệ bị bãi bỏ. Legacy Buffalo Soldier. Basic living is same thing like that when we go camping. You see that? Trải qua nhiều năm tháng của sự sống con người, đâu có khác gì khác biệt, chỉ một chỗ ở và một túp lều, những đồ dùng cá nhân riêng biệt, vậy là xong. Rồi đi ra là hết một tầng. Where? Oh, no, no, no. Phía chân cầu của Golden Gate. Mình lên tới trên cao này rồi mình mới thấy cái sự vĩ đại hùng vĩ của cái lô cốt lớn mà để bảo vệ bờ biển của nước Mỹ nó như thế nào. Đây là nhìn xuống nè. Đây là những cái ụ pháo, trụ để ụ pháo và những cái nòng súng bắt ra, nhưng mà bây giờ người ta xây lên tường, người ta che lại hết rồi, tại vì nó đi vào lịch sử rồi. À, cái chỗ này là để cái pháo, nòng pháo đưa ra. Chân trụ pháo đài giờ đã reset. Giờ đi xuống, đi ra. Trên gió đó, gió thổi mạnh quá, lạnh rồi. Ghét độ cao luôn. Bao nhiêu bậc thang. Vì lý do thời gian cho nên mình không có thâu hai cái tầng kia nữa.
mình đi xuống đi ghe. Đi chơi vòng vòng, khi khác nếu mà có cơ hội nữa thì mình sẽ đi tầng 2, tầng 3 quay tiếp. Ở đây cái restroom công cộng khá là sạch và không có bị hôi, tại vì người ta có bỏ thêm cái đồ thơm để chống hôi đây. Có bồn rửa tay được đây luôn. Đang chạy dọc bờ biển đây, đang đạp xe đạp. Đó, mình đi tới chỗ câu cá.